Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất sản phẩm mới về bên em nhé. Và hôm nay em đã test và cho chạy ngon lành hai con máy giặt cao cấp của Panasonic, con VX7100 và con VX7000. Thì hai cái con máy này đều là hàng tuyển chọn, hàng rất là đẹp các bác nhé, hàng đời cao rồi, đầy đủ tất cả các công nghệ và tính năng. Đấy, tất cả còn rất là đẹp. Cái viền mạng chrome các bác này, đấy, bóng loáng luôn. Và đây, đấy, như các bác nhìn cái kính vẫn còn rất là trong này. Nhìn vào tận bên trong của lồng giặt luôn. Đấy, và lồng giặt này là lồng giặt 3D nhé. Đấy, toàn bộ hai con máy này là đã test dọn ngon lành hết rồi các bác nhé. Đấy, gioăng xanh lét và còn rất là mềm này. Đấy, mấy cái này chốc nữa em sẽ dùng cái chất tẩy rửa em lau lại một lần nữa là sạch bóng. Đây là con 7100, đây là con 7000. Con 7000 em đang chạy đây các bác nhé. Đấy, con này nó có cái màn hình LCD rất là đẹp. 7000, 7100 với lại 7200 thì nó khác nhau mỗi cái tên đời đấy các bác nhé. Còn toàn bộ kiểu dáng, chức năng giặt, khối lượng giặt là y hệt với nhau và cách sử dụng cũng y hệt với nhau. Đây, như con này là em đang cho giặt đấy các bác này. Đấy, em đang cho giặt đấy. Đối với những cái dòng này, những cái dòng giặt máy giặt lồng nghiêng này thì nó đang hoạt động này, nhưng mà các bác có thể tạm dừng. Tạm dừng là nó mở cái này ra. Đấy, các bác có thể tạm dừng cho thêm quần áo vào thoải mái nhé. Em đã từ sáng rồi, nó chạy test ngon lành hết tất cả các chức năng giặt và chức năng sấy. Hai con máy rất là đẹp. Giá thành thì cực kỳ là hợp lý các bác nhé. Đấy, cái này thì em giới thiệu qua về cái hình dáng của nó luôn. Đấy, còn cái video mà hướng dẫn chi tiết cụ thể nhé, thì bác nào mà mua sản phẩm ấy thì em sẽ gửi riêng cho xem, rất là dễ thôi. Và không thì các bác tham khảo trên YouTube cũng rất nhiều các anh em khác hướng dẫn sử dụng mấy con này. Mấy con phím cơ này thì sử dụng cực kỳ dễ thôi. Đấy, bấm vài thao tác đơn giản là thuộc rồi. À đây, cả hai con máy móc thì hệt nhau nhé. Thế là em đóng một con kia lại để em chạy, em giặt thử. Còn con này thì em mở cho các bác xem. Hai con nói chung ở bên trong nó y xì với nhau. Đấy, cái hay của cái bọn cái hay của cái bọn VX này mà em rất thích ấy, đó là cái bộ phận, toàn bộ cái bộ phận sấy. Bộ phận sấy ở ngoài nó nằm ở bên trên này. Cái buồng sấy nó nằm ở bên trên, cái buộc sấy nằm ở bên trên chứ nó không nằm ở bên dưới như những bọn VR nhé. Thế là toàn bộ, như các bác nhìn này, toàn bộ cái khu vực bên dưới này, đấy, toàn là khung sườn thôi, chứ nó không có cái bộ phận gì liên quan đến điện đóm ở bên dưới này cả. Thế là nó tránh được cái tình trạng những cái lỗi ẩm thấp và những cái lỗi mà nước ở dưới này rất là tốt nhé. Đấy, những cái đời cao này nó làm cái buồng sấy ở bên trên để nó hạn chế được một số những cái lỗi và ngập nước ở dưới này. Đấy, các bác nhìn toàn bộ dưới này là chỉ có phần thân máy thôi. Đấy, phần thân máy thôi và những cái phần mà không liên quan gì đến điện đóm. Toàn bộ phần điện là nó chuyển hết lên bên trên rồi. Đấy là cái hay của những cái dòng VX. Vì thế là dòng VX này nó rất là bền. Đấy, bền hơn dòng VR các bác nhé. Đấy, các bác nhìn. Quá đẹp luôn. Và khi mà máy nó hoạt động thì nó êm đến mức hoàn hảo. Không nghe em một cái gì luôn. Đấy, bên trong đang giặt ở bầm ấy. Phải vào đến thật gần thì mới nghe đấy một tí. Em ship xe khách toàn miền Bắc các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì cọc cho em 1-2 triệu tiền cước. Sau đó em sẽ gửi xe, số tiền còn lại các bác nhận hàng và thanh toán nốt với nhà xe nhé. Còn hàng thì em bao đẹp, bao zin cho các bác. Ở nhà em quay clip như nào thì về nhà các bác nó đẹp như vậy nhé. Con này, những con máy này là hàng cao cấp của Pana rồi, nhưng mà giá thì lại thuộc phân khúc tầm trung. Đấy, trên 10 triệu đồng. Giặt 9, sấy 6, sấy bằng điều hòa. Rồi, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.